Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin cuộc sống 24 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Hôm nay mùng 10 tháng 9 năm 2023, tôi là Xuân Tú. Tôi là Mỹ Linh và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Nuôi ếch thương phẩm tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ cho bà con nông dân. Trong những năm qua, phong trào giảm nghèo bền vững đã trở thành động lực cho nhiều hộ gia đình mạnh dạn đổi mới đa dạng hóa các vật nuôi để phát triển kinh tế vườn hộ. Trong đó, nuôi ếch thương phẩm được nhân rộng khắp nhiều huyện trong tỉnh, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ cho bà con nông dân. Ghi nhận của phóng viên VTC tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tận dụng diện tích đất trong vườn nhà, gia đình ông Đặng Xuân Hữu, thị trấn Cẩm Xuyên đã xây dựng 30 bể nuôi ếch lót bạt và 600 cặp ếch bố mẹ với chi phí 400 triệu đồng. Sau 2 đến 3 tháng nuôi, trừ chi phí, gia đình ông thu lãi 200 triệu đồng. Nuôi anh chị cảm thấy là có lời hơn là nuôi chăn nuôi con vịt. Còn tính với thời gian này thì nó sẽ khỏe hơn bởi được một nửa thời gian so với vịt. Với chi phí mà mình bỏ ra để cho từ con giống, mẻ cám và thuốc men phòng điều trị bệnh thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 22 cho đến 23 nghìn cho một cân ếch. Đấy, thì là giá bán là khi mà người nuôi mà xuất tùy từng thời điểm, ví dụ như vào chính vụ thì rơi vào khoảng 50 đến 55 nghìn một cân. Nếu như nuôi trái vụ thì thậm chí có thể lên từ 60-65 nghìn, 70 nghìn một cân. Đấy là tùy từng thời điểm, theo giá thị trường ạ. Thị trường tiêu thụ ếch khá đa dạng. Ngoài địa bàn Hà Tĩnh, thịt ếch còn được bán tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình. Hiện ếch đang được bán với giá trung bình từ 55.000 đồng đến 60.000 đồng một kg, mỗi kg khoảng 4 đến 6 con. Với mức giá hiện tại, các hộ nông dân đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng từ nuôi ếch. Cái mô hình nuôi ếch thì cũng đã có rải rác trên địa bàn của toàn huyện và sắp tới thì cũng định hướng đến là một số các cái mà trong cái chương trình giảm nghèo bền vững của bà con thì sẽ là đưa cái mô hình này vào để chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như tập huấn cũng như hỗ trợ cho bà con về về con giống cũng như là quy trình kỹ thuật để giúp cho một số các cái đối tượng là đang hoàn cảnh khó khăn để thoát nghèo. Hiệu quả của các mô hình nuôi ếch ở Hà Tĩnh không chỉ tạo ra nguồn thu nhập cao, giúp bà con nông dân ổn định cuộc sống, mà còn mở ra hướng đi mới, cách làm hay, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp bà con Hà Tĩnh làm giàu trên đồng đất quê hương.